Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính bẫy Trung Quốc, Phan Văn Giang ẩn mình vì sợ lộ. Bao giờ Việt Á gõ cửa Phan Văn Giang? Học viện Quân y là đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Đơn vị này không thể tự ý làm bừa bãi nếu không có sự cho phép của đơn vị chủ quản. Đó là Bộ Quốc phòng mà người đứng đầu là ông Tướng Giang. Nếu nói các bệnh viện sai phạm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, các trường học sai phạm thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục, thì Học viện Quân y sai phạm phải thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Ngay từ ngày 8 tháng 3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Anh Sơn, Thượng tá, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư thuộc Học viện Quân y để điều tra sai phạm này. Đây là hình ảnh Phan Quốc Việt không đủ tầm để buộc Viện Quân y liên kết với Việt Á. Dưới áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự Học viện Quân y về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 4 điều 353 và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Cùng chịu chung số phận với ông Hồ Anh Sơn là ông Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư Học viện Quân y cũng bị bắt tạm giam. Ông là bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 4 điều 222 Bộ luật hình sự. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Trước đó, tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận những tên tuổi sau có vi phạm. Những người bao gồm Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, chủ nhiệm đề tài, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Trang bị Vật tư và lãnh đạo. Các cán bộ một số đơn vị thuộc học viện cũng chịu chung trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y. Đây là hình ảnh hai người bị bắt tạm giam và nhiều tướng tá bị kỷ luật, mà chỉ có Phan Văn Giang mới sai khiến được nhiều người đến như vậy. Có thể nói bên quân đội vi phạm hàng loạt, nguyên nhân vì đâu? Vì chỉ đạo của Phan Văn Giang hay sao? Và hiện nay ông Phan Văn Giang không được nhắc tới trong hàng loạt sai phạm của thuộc cấp. Tuy nhiên không nhắc bao giờ không có nghĩa là sau này sẽ không nhắc. Theo nguồn tin riêng thì vụ ký xét nghiệm của Việt Á là dưới sự hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Phan Văn Giang bắt tay với tình báo Trung Quốc là thông tin được chia sẻ, và phía Trung Quốc chuẩn bị nơi sản xuất, thiết kế tem cho Việt Á, đóng gói, dán nhãn mác rồi tuồn về Việt Nam. Nguồn vốn này được bà Trần Thị Nguyệt thu chu cấp thông qua Việt Á, phần hỗ trợ cho hợp thức hóa sản phẩm của Việt Nam được Phan Văn Giang sáng kiến và giao cho Học viện Quân y lo về điều đó. Đấy là lý do tại sao Học viện Quân y đã lấy tên tuổi tiến sĩ của Học viện để liên danh nhằm hợp thức hóa năng lực nghiên cứu của Việt Á. Nhân lực của Việt Á không đủ tiêu chuẩn để làm nghiên cứu khoa học, và chính Học viện Quân y cũng đã đứng ra lo về mặt hồ sơ năng lực cho dự án nghiên cứu này. Âm mưu này của phía Trung Quốc được cho rằng có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là họ bán được sản phẩm dởm. Thứ nhì là họ làm cho tình hình dịch bệnh của Việt Nam bùng phát và coi đó làm cho kinh tế Việt Nam kiệt quệ thêm. Quân đội Việt Nam vốn phụ thuộc vào Trung Quốc nên Phan Văn Giang không thể không đồng ý. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang phải có trách nhiệm với sai phạm liên quan đến Việt Á. Cũng vì áp lực từ phía Trung Quốc nên hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng cố ý né Phan Văn Giang, mặc dù tướng tá Bộ Quốc phòng nghe lời ông Giang bị dính rất đông. Hiện nay vụ Việt Á đang cháy lớn. Tạm thời Phan Văn Giang chưa sao, nhưng ông Giang cũng biết thân biết phận nên án minh bất động. Không ai dám nhắc Việt Á cháy bùng mà chừa nhà Phan Văn Giang ra cả. Đến ngày Phan Văn Giang cũng phải trả giá cho những gì mà ông đã gây ra, như Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đảng viên quan hệ bất chính rồi lại đổ cho dân. Có phải ông Trọng xem dân là bãi rác hay không? Chắc không ai xa lạ gì khẩu hiệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng sản đã duy trì hơn 20 năm qua. Để nuôi phong trào này,
người dân Việt Nam còn phải còng lưng đóng thuế cho Đảng phát động. Thời gian hơn 20 năm và phổ cập cho hơn 5 triệu đảng viên của mình là một số tiền mà người dân Việt Nam phải bỏ ra không hề nhỏ. Không ai thống kê hết số tiền này được vì nó là khoản chi bòn rút mồ hôi xương máu của người dân và nó là thuộc diện mật. Đây là hình ảnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là phong trào rất tốn kém. Hành động bòn rút công quỹ nhũng nhiễu của người dân để buộc người dân phải đưa tiền bôi trơn tham nhũng diễn ra khắp nơi trong cơ quan công quyền. Quan chức và gian thương móc ngoặc với nhau móc túi người dân đã thực hiện 2.000 chuyến bay giải cứu là một ví dụ, hay bắt tay với gian thương đưa dân vào cõi chết để trục lợi như công ty Việt Á. Nói chung, đủ loại để cấu kết và trục lợi, đấy là những quan chức bất lương, họ không còn chút đạo đức nào nữa. Người dân nay đã đặt câu hỏi liệu rằng đạo đức Hồ Chí Minh có phải là đạo đức hay không, mà sao ai học cũng bị mất đạo đức đến như thế. Đã hơn 20 năm, phong trào được bơm tiền để phát động, nhưng đạo đức quan chức nhà nước Việt Nam ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Cách đây 10 ngày, một cảnh sát giao thông cũng là một đảng viên lại quan hệ bất chính với một phụ nữ đảng viên khác. Chồng của nữ đảng viên về trong lúc hai đảng viên này đang mây mưa với nhau. Thế là anh cảnh sát viên cảnh sát giao thông phải đu dây trốn và xảy ra cái chết bi thảm. Cuộc tình vụng trộm của những người đã từng học tập đạo đức Hồ Chí Minh là một sự xấu hổ ê chề như thế đấy. Anh đảng viên cảnh sát giao thông đã tắt thở, chứ nếu còn thở thì ác hẳn đảng của anh ta sẽ loại anh ta ra khỏi đảng và buộc anh ta trở về với thường dân. Đã nhiều lần người dân Việt Nam phản đối chuyện đảng viên vô đạo đức đã đẩy họ về phía nhân dân để cho đảng trong sạch như lời ông Nguyễn Phú Trọng. Người dân Việt Nam đa phần là có đạo đức, không ai muốn đứng chung cùng với thành phần như vậy. Ấy vậy mà ngày 18 tháng 6 tại Thanh Hóa, tổ chức đảng ở đây đã khai trừ hai đảng viên vô đạo đức để đẩy họ lại về phía nhân dân. Đây là hình ảnh hai đảng viên đang thịt nhau tại nơi làm việc, được đảng trả về với dân. Trước đó, ông Trương Văn Gương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, đã có quan hệ bất chính và xảy ra vụ đánh ghen. Đây làm xấu hổ trụ sở chính quyền xã ở đây. Vào ngày 18 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành họp xem xét kỷ luật đảng viên đối với ông Trương Văn Gương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành và bà Trương Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ. Ông Gương và bà Hà bị tố cáo có quan hệ bất chính, bị bắt quả tang khi đang có hành động bất chính tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ vào chiều ngày 12 tháng 6. Huyện ủy Thạch Thành kết luận rằng việc làm của ông Gương và bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên, vi phạm quy chế, văn hóa công sở. Ông Nguyễn Phú Trọng thì luôn hô hào rằng trong sạch vững mạnh, nhưng xem ra tìm một đảng viên trong sạch còn khó hơn lên trời hái sao. Đảng vững mạnh không phải vì trong sạch mà vì dùng quá nhiều công an để đe dọa người dân mà thôi, khi họ nói lên tiếng nói trung thực và phản đối những hành động sai trái của các đảng viên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không nên coi dân là bãi rác, chứa chấp đảng viên bị thải loại. Thiết nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng cũng nên can đảm thừa nhận đảng viên quá thối nát và không được khai trừ những đảng viên vô đạo đức ra khỏi đảng nữa, bởi đây là hành động vứt rác. Nhân dân đa phần là có đạo đức chứ không phải là đa phần là vô đạo đức như đảng viên của họ. Cho nên ông Trọng đừng xem nhân dân là bãi rác mà ném những đảng viên kém chất lượng vào đấy. Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh là xây dựng con người tốt, biến những người xấu thành người tốt chứ không phải lựa những người xấu ở trong đảng để đẩy về phía người dân. Nếu nhà ông Nguyễn Phú Trọng có rác, ông không tự xử lý mà hốt nó đem ném qua nhà hàng xóm, thì đấy có phải là hành động đạo đức hay không? Đấy là câu hỏi mà người dân cả nước đã đặt ra với ông Tổng Bí thư của đảng. Là người đứng đầu của đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần thay đổi tư duy chứ đừng hành động như thế nữa.